Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái chất liệu gỗ được in mới nhất hiện nay. Thì có rất là nhiều loại gỗ được in để trưng cổng ảnh cưới. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái chất liệu, đó là Mica HD, để các bạn tham khảo và lựa chọn trước khi quyết định in cái tấm ảnh để mình làm kỷ niệm ngày cưới nha. Thì ở đây rồi, xin mời các bạn, mình sẽ tham khảo xem nha. Giới thiệu với các bạn cái mẫu ép chất liệu mica trên gỗ. Đây là cái hình mình ép trên chất liệu Mica HD nha. Thì cái mẫu này thì được mọi người rất là quan tâm hiện nay, và hiện nay thì được rất là nhiều cặp vô ghế lựa chọn. Thì các bạn thấy tổng thể cái tấm hình này thì cái góc khung của mình thì được bọc một cái viền mũ xung quanh nè. Viền mũ này là viền nhựa nè, viền nhựa chắc chắn liền luôn nè, các bạn thấy không, có mó nói nha. Phía sau của nó thì sẽ là một cái gỗ trắng như thế này nè, nó một miếng gỗ rất dày. Thì xung quanh nó thì sẽ được bọc liền lạc như thế này, để được dán keo một cách vô cùng kỹ lưỡng. Các bạn thấy nhìn hình rất là bóng bẩy, nhìn rất là mượt. Đây, tổng thể cái ảnh Mica của mình đó, nhìn thực tế bên này rất là sáng và đẹp nha. Đây, những cái góc hình đó rất liền lạc. Thì đây là khổ ảnh cổng là 60-90 được ép nhiều nhất nha. Nhìn hình sang rất là đẹp. Thì so với hình gỗ truyền thống thì tấm gỗ bình thường thì chỉ là một cái hình gỗ như thế này thôi. Phía sau là một cái miếng gỗ bình thường nha. Thì hình gỗ thì nó nhìn nó thường nó rẻ, còn mình thêm vài trăm mình ép cái mẫu này thì nhìn rất đẹp. Mấy mẫu này thì được ép ở tất cả các tiệm studio và tất cả những nơi ảnh đó. Các bạn có thể đến đó tham khảo và xem nha. Nó tất cả đều in. Rồi, các bạn có thể tham khảo những cái chất liệu này để mà quyết định trước khi in nha. Rồi, cảm ơn các bạn.